Nhi ơi, con biết mình là chủng tộc gì chưa? Thì con sẽ làm macaron như ba mẹ thôi. Chừng nào hệ thống có kết quả, báo mẹ ngay. Các bé đủ 16 tuổi, đề nghị tới văn phòng chính phủ ngay lập tức. Cho bác mượn ngón tay, lấy máu xét nghiệm nhé. Được rồi, cháu chờ kết quả nhé. Nhi, con là macaron đúng không? Con chưa biết nữa mẹ, hệ thống vẫn chưa cho con kết quả. Chắc mai nó sẽ hiện kết quả cho con ấy mà, chắc như ba mẹ thôi, không sao. Con gái cô không mang chủng tộc như gia đình nó rồi. Anh nói gì thế, hệ thống được kết quả chậm tí thôi. Nó là con gái tôi thì mang chủng tộc tôi chứ. Cho nó vào học đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm về chủng tộc macaron của chúng ta. Các em nó thông tin vào nè, chủng tộc macaron của chúng ta có khả năng biến thành người dơi và sống bất tử. Nhưng để duy trì được sức mạnh thì chúng ta cần uống máu của con người. Còn chủng tộc người sói thì chúng sẽ có khả năng biến thành những con sói to vạm vỡ và tự lành các vết thương trong phút chốc. Tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Này con đừng kia. Kiếm chuyện à? Đúng đó, cậu vẫn chưa biết mình có phải là macaron hay không mà. Có khi cậu là loài người thấp hèn, làm mồi tụi này. Đừng có mà kêu ca. Vài giờ nữa, tôi biết anh macaron có sức mạnh vượt trội. Thì đừng có mà. Hay là người sói, kẻ thù với bọn này, cậu sẽ bị xé xác. Mẹ ơi, hình như người sói và macaron là kẻ thù nhau hả? Sao con khờ quá vậy? Xưa giờ là vậy mà, luôn có trận chiến mỗi năm. Lỡ nếu con xui xui là người sói, thì gia đình có xử con không? Sao hỏi khó thế con yêu? Chuyện đó là đương nhiên rồi. Anna, mấy ngày nay hệ thống vẫn chưa cho tới kết quả nữa. Lâu lắc ghê, bực cái mình ghê á. Không sao, lâu lâu có người hay bị vậy. Chỉ hơi lâu một xíu so với mọi người thôi. Nhưng cậu yên tâm, chúng ta sẽ như ba mẹ mình thôi. Thầy kêu con có gì không ạ? Thầy xin lỗi, con không thể tiếp tục học ở trường này rồi. Để đảm bảo sự an toàn cho con cũng như sự an toàn cho trường học, bây giờ đợi đến khi hệ thống con có kết quả rồi hãy tới trường. Nếu con là chủng tộc người sói thì cả trường sẽ loạn lên hết và sẽ có cuộc chiến dữ dội xảy ra. Anna, bắt đầu từ ngày hôm nay tớ sẽ phải học ở nhà cho tới khi hệ thống xác định tớ là chủng tộc nào á. Gì kỳ vậy? Chắc chắn cậu như ba mẹ cậu thôi. Hệ thống cậu hơi su một tí, nó hơi lâu lắm. Sao giờ? Đó là quyết định. Chủng tộc đã xác định. Ủa là sao? Mẹ ơi, con không phải là chủng tộc macaron như ba mẹ rồi. Không thể nào. Vì con cũng là con của ba mẹ, nên ba mẹ sẽ không xử đứa con của mình. Giờ thì con nên ra khỏi vùng đất này. Đi đi. Đây là đâu vậy ta? Mình đã mất 6 ngày 6 đêm để tìm ra vùng đất phù thủy, không biết tới chưa. Này con gái, con đi lạc sao? Ở đây là trong rừng, toàn là thú dữ. Dạ, con tìm vùng đất phù thủy, nhưng mà không biết ở đây có phải không ạ? Chính là ở đây, nhưng để vào trung tâm thì cách đây 3.000 dặm. Đây là nhà của cô, con có thể ở nhờ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô. Mà cô tên gì vậy ạ? Sarah. Dạ. Cô Sarah, thằng bé hàng xóm với chị con cái này hay lắm. Trời ơi, con không có thể sử dụng năng lực bừa bãi nha. Cô Sarah ơi, con đi học nha. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, đi học ngoan nghe chưa? Ở đây là chủng tộc phù thủy, không như trước còn ở bên vùng đất macaron đâu. Dạ con biết rồi. Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới, bạn ấy tên Nhi. Ê, nhìn cậu ta ngu ngơ ghê. Nhi, em xuống tìm chỗ ngồi đi. Nhi, cô đã dặn là không được sử dụng năng lực bừa bãi mà. Tại sao vậy cô? Con phải tập luyện với nó chứ. Con thể hiện quá nhiều thì bọn thợ săn phù thủy sẽ dễ tìm ra được con. Bọn chúng đáng sợ lắm đó. Đó là kẻ thù ngàn kiếp với chủng tộc phù thủy của mình. Cậu thật sự là phù thủy sao? Tớ nghĩ cậu là đồ mọt sách chứ. Đi ra chỗ khác. Hôm nay có bạn mới nhà cả lớp ơi. Đây là Chris, em xuống tìm chỗ ngồi nha. Ôi trời, nhìn cậu ta vạm vỡ nhỉ. Không phải dạng vừa đâu. Tớ ngồi đây nhé. Chán ghê, ở đây tớ không làm bạn được với ai. Mình làm bạn với nhau nha Chris. Ở trường này chắc có nhiều kẻ hay đi bắt nạt hả? Là vậy đó.
Cả lớp tập trung. Hôm nay nhà trường sẽ kiểm tra xem ai là phù thủy thật sự nha. Nhà trường thông báo hiện tại đang có sự trà trộn của thợ săn phù thủy vào để gây chiến. Cho cô mượn ngón tay để lấy máu xét nghiệm nhé. Em chắc chắn em là phù thủy chứ không phải thợ săn ạ. Chris, con bé nói rồi đó, nó là phù thủy, xử nó đi. Kìa, có chuyện gì vậy? Chris, cậu đừng nói, cậu là thợ săn nha. Đúng rồi, là tớ. Sức mạnh của bạn được nâng cấp, bạn là phù thủy mạnh nhất vùng đất này. Là gì nữa vậy? Khoan đã, cái chùa này bị làm sao thế? Mấy người là thợ săn lên kế hoạch để tóm lấy phù thủy hả? Giết nó ngay, nó là con mồi của chúng ta rồi. Duy, con chạy trốn đi, chạy ngay đi. Cô Sara ơi, bọn thợ săn phù thủy nó đột nhập vào trường con, tí nữa con là con mồi rồi. Vậy giờ cháu phải đi thôi. Cô đuổi con đi hả? Không phải đuổi, nhưng khi đã tìm được ra cháu thì chúng sẽ đánh hơi tới nhà sớm thôi. Cháu chuyển vào phố đi, ở đó có rào ngăn, không cho bọn thợ săn vào. Chào mừng em tới với ngôi trường phù thủy cấp cao. Ôi trời, sao trông nó tuyệt như thế này? Sao mình không biết nó sớm hơn nhỉ? Đâu phải, ai muốn vào ngôi trường này học là được đâu. Khi vào đây, độ an toàn dành cho các em là rất cao. Cậu ta thật sự là phù thủy thống trị sao? Khó tin ghê, phù thủy thống trị đã được mọi người tìm ra cả ngàn năm nay. Không ra đấy chứ. Tớ cũng không hiểu nổi tại sao lại là tớ. Cậu tập làm quen đi, là thật đó. Hôm nay là bài thực hành chế tạo thuốc. Nhi, em chế tạo thuốc tái sinh cho thầy nha. Dạ. Một ít muối. Cuối cùng là một chút lá xanh. Tốt lắm, loại thuốc này khó nhất đó. Ôi trời thầy ơi, cậu ấy hay quá. Nhi, cậu thật sự là phù thủy thống trị hả? Có gì đặc biệt không quên đi? Có chứ, cậu có sức mạnh có thể điều chế và tạo ra tất cả các loại thuốc phù thủy. Đây là sức mạnh duy nhất chỉ có phù thủy thống trị mới có thôi. Cậu rất đặc biệt. Tớ không rành nữa, tớ thấy tớ chỉ mới chế tạo được thuốc tái sinh như thầy đã nói thôi. Hey, này cậu, từ đâu tớ mà xưng danh là phù thủy thống trị hả? Chưa chắc đâu, kẻ vô danh. Cậu nói cái gì nói? Mẹ tớ là trưởng ban vùng phù thủy này, nên luật lệ và quyền lực nằm trong tay tớ. Hiểu chưa? Này các cậu, hôm nay hệ thống cập nhật cho tớ là phù thủy thống trị đó. Gì chứ, cậu giống Nhi sao? Sao lại có hai phù thủy thống trị được chứ? Các em tập trung. Theo như lịch sử đã ghi lại 1000 năm, sẽ xuất hiện một phù thủy thống trị một lần, duy nhất một người thôi. Vậy bây giờ làm sao chứng minh được ai là phù thủy thống trị thật sự đây thầy? Làm bài test thôi, không thể nào có hai phù thủy thống trị được đâu. Được rồi, đây là bài test cho tất cả các em để thầy sắp xếp các cấp độ sức mạnh nhé. Nhi và Jenny, nếu một trong hai em có đủ sức mạnh của 4 nguyên tố trên, sẽ là phù thủy thống trị nhé. Dạ thầy. Này, tớ sẽ là phù thủy thống trị vùng này. Cậu đừng hòng giành được vị trí này của tớ, tớ sẽ đánh bại cậu. Thật phiền phức, để rồi xem. Nguyên tố đầu tiên, các phù thủy hãy cho thầy thấy sức mạnh điều khiển lửa của mình đi nào. Được thầy ơi, cái này dễ ẹt với em. Giỏi lắm. Nguyên tố thứ hai, các phù thủy hãy cho thầy thấy sức mạnh điều khiển tuyết của mình. Em làm được rồi nè thầy. Tuyệt vời Jenny. Em đóng băng được cây bút của mình rồi nè thầy. Em thì sao Nhi? Cái này em chưa làm bao giờ. Gà quá, cậu tự bỏ được rồi. Nguyên tố thứ ba, các phù thủy hãy pha chế được thuốc sự sống, tái sinh và chữa lành mọi bệnh tật cho muôn vật. Các em có một tiếng để trình bày. Hình như bữa cậu làm bài này thành công rồi. Tớ làm xong rồi đây. Thầy ơi, em làm được rồi nè. Xuất sắc. Không thể tin được, cậu hoàn thành được 3 nguyên tố rồi. Tụi này sắp phải ngoan ngoãn nghe lời cậu rồi sao? Sai rồi, nghe cái gì mà nghe. Chuyện đó không xảy ra được đâu.
Ê, cậu có nghe chuyện thợ săn phù thủy gây chiến xưng sau trường mình không? Hả, cái gì? Tụi nó đến đây rồi ư? Không sao đâu, mẹ tớ là hội trưởng tộc phù thủy, bà ấy sẽ bảo vệ mọi người ở đây tốt thôi. Nhi, cậu kể tớ nghe trước đây cậu đã học trường gì, ra sao đi? À, trước đây tớ có học một ngôi trường ở làng Cây Xô cách đây khá xa. Mà ngôi trường đó bây giờ chắc giải tán rồi vì sự trà trộn mất kiểm soát của bọn thợ săn. Với lại lúc đó tớ có chơi thân với một thằng bạn, nhưng mà xui lắm, nó là thợ săn. Ôi trời, ly kỳ thế. Nhưng mà hên là cậu ta cũng tốt, đã để tớ thoát khỏi cái ngôi trường đó. Không là bây giờ tớ là con mồi cho bọn thợ săn luôn rồi. Các phù thủy lớp ta, hôm nay có một thông báo cực kỳ quan trọng. Thầy ơi, không để thông báo về các thợ săn phù thủy. Chính xác, bọn chúng đang tìm kiếm phù thủy thống trị để tiêu diệt. Chúng cho rằng diệt được phù thủy thống trị thì sẽ cai trị được chủng tộc phù thủy của chúng ta. Tạm biệt mấy cậu nha, mai chúng ta chơi tiếp. Hello Nhi, cô bạn của tôi. Ok Chris, sao cậu vào đây được vậy? Sao cậu không trốn tớ cho kỹ vào? Back in the hood. Yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah.